Ngọc Trinh, những người đàn ông làm thay đổi cuộc đời nữ hoàng nội y. Ngọc Trinh, người đẹp gốc Trà Vinh, mỗi chặng đường lột xác của cô lại gắn liền với một người đàn ông và chính họ trở thành những người có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của Ngọc Trinh. Bố đẻ Ngọc Trinh. Ngọc Trinh lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, khi mẹ mất sớm vì lâm bệnh nặng, bố phải bươn trải đủ thứ nghề để nuôi bốn người con ăn học. Ngọc Trinh từng chứng kiến cảnh bố phải đi bán vé số, chạy xe ôm, phụ việc nhà và nhặt từng đồng bạc lẻ người ta vứt xuống đất. Ngọc Trinh quyết định nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm thêm phụ giúp gia đình. Từ những công việc mang lại thu nhập thấp và không thể giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó, Ngọc Trinh quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp và có những bước rẽ rõ rệt trong cuộc đời. Trở thành một người mẫu chuyên chụp những bộ nội y nóng bỏng, Ngọc Trinh từng bước lấn sâu vào làng giải trí và đổi đời với danh xưng nữ hoàng nội y. Cuộc sống thay đổi khi cô ở nhà lầu, đi xe hơi và dùng hàng hiệu đắt tiền. Ngọc Trinh còn báo hiếu bố bằng cách xây nhà, sắm sửa đồ đạc và hỗ trợ kinh phí sinh hoạt hàng tháng. Nhìn lại chặng đường từ quê nghèo lên thành phố lập nghiệp, Ngọc Trinh luôn tự hào và biết ơn bố vì chính ông là nguồn động lực để cô vươn lên trong cuộc sống và quyết tâm thoát nghèo. Không chỉ có những phát ngôn tình tiền gây sóng gió showbiz Việt, đời tư tình ái của Ngọc Trinh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Rất thẳng thắn, cô tuyên bố chỉ yêu những người đàn ông hơn mình nhiều tuổi và quan trọng là phải giàu. Điều đó đã được nữ hoàng nội y minh chứng trong suốt thập kỷ qua với ba mối tình chênh lệch tuổi tác. Khi yêu ai, Ngọc Trinh cũng đều là nữ hoàng vì được cưng chiều hết mực. Vũ Khắc Tiệp. Khắc Tiệp là ông bầu giúp Ngọc Trinh bước chân vào showbiz cũng như giúp tên tuổi của nữ hoàng nội y luôn được công chúng chú ý. Trước đây, trong một bài phỏng vấn, Khắc Tiệp thừa nhận từng có mối quan hệ tình cảm với Ngọc Trinh trong gần một năm. Trước đây tôi yêu Trinh gần một năm, sau đó thôi, vì có thể khi đó tôi có nhiều cô gái vây quanh chăng. Thời điểm này, chúng tôi luôn quấn quýt bên nhau, nhưng tình yêu thì không hẳn, Khắc Tiệp chia sẻ. Cơ duyên gặp gỡ ông bầu Vũ Khắc Tiệp những ngày đầu chập chững kiếm sống ở Sài Gòn đã giúp Ngọc Trinh có được định hướng rõ ràng trong tương lai. Từ một nhân viên ở quán bia, Ngọc Trinh được Vũ Khắc Tiệp giúp đỡ để trở thành người mẫu diễn sân khấu hội chợ cho đến các sàn diễn lớn. Xây dựng thương hiệu riêng cho Ngọc Trinh theo hướng chuyên chụp hình nội y, chính ý tưởng táo bạo của Vũ Khắc Tiệp đã giúp người đẹp sinh năm 1989 có nhiều cơ hội lớn trong làng giải trí. Đồng hành cùng nhau hơn 10 năm và trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc đời, Ngọc Trinh mang ơn Vũ Khắc Tiệp vì người đàn ông này đã vượt cô đứng dậy từ khó khăn, khổ cực để có một công việc mang lại thu nhập ổn định. Hiện tại, dù đã có người yêu, song Vũ Khắc Tiệp vẫn là người đàn ông đặc biệt, người tri kỷ không thể thay thế ở trong lòng Ngọc Trinh. Mối tình 7 năm với đại gia bí ẩn. Đây là mối tình sâu đậm nhất theo lời kể của Ngọc Trinh trước truyền thông. Cũng theo chia sẻ của nữ hoàng nội y, bộ phim Vòng Eo 56 kể về chuyện tình giữa hai người. Có thể thấy, Ngọc Trinh là một trong những người đẹp nhận được sự quan tâm của công chúng, không chỉ trong các dự án nghệ thuật mà còn trong đời sống tình cảm. Trước đó, cô từng gây chú ý khi công khai chuyện yêu bạn trai 8 năm. Điều đáng chú ý là người này đã lập gia đình và chính nữ người mẫu cũng thừa nhận cô là người thứ ba. Khi tôi nghèo, tôi cần chọn người đó, vì tôi còn gánh nặng sau lưng nữa, không thể chỉ sống vì bản thân mình được, Ngọc Trinh từng chia sẻ. Người ta chửi em là người thứ ba, em chấp nhận, vì em là vậy, mặc dù em không muốn nhưng nó đã là vậy, không thay đổi được. Còn kêu em bỏ anh là em không bỏ được rồi, Ngọc Trinh giải bày. Trong suốt 8 năm, Ngọc Trinh đã âm thầm yêu người đàn ông có gia đình, không cần danh phận, chấp nhận sống trong một mối quan hệ, đến cái nắm tay cũng phải lén lút. Người đàn ông ấy cho Ngọc Trinh rất nhiều tiền, mua nhà, mua xe, mua đồ hiệu, giúp vốn để cô tạo dựng cơ ngơi kinh doanh. Thế nhưng, người đàn ông đó cũng khiến Ngọc Trinh nhiều lần rơi nước mắt. Trước khi chia tay, Ngọc Trinh tiết lộ chuyện tình cảm của cô và bạn trai gặp trục trặc, chủ yếu liên quan tới người thứ ba, người mà cô gọi là yêu nhanh nhẹn. Điều đó khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi từ phần của một người thứ ba, Ngọc Trinh tiếp tục gặp phải một người thứ ba khác. Mối tình chấp nhoáng với đại gia Hoàng Kiều. Một trong những chuyện tình ồn ào nhất của Ngọc Trinh chính là với đại gia Hoàng Kiều. Cụ thể, sau thời gian đường ai nấy đi với bạn trai 8 năm, hồi tháng 12 năm 2016, cô gây bất ngờ đăng tải hình ảnh nắm tay với một người đàn ông kèm theo dòng chú thích và rồi trái tim cũng vui trở lại. Sau đó, Ngọc Trinh thừa nhận cô đã có bạn trai mới và đó là tỷ phú Hoàng Kiều. Thời điểm này, diễn viên Vu Quy đại náo 27 tuổi, trong khi nửa kia của cô đã 72 tuổi. Thông tin tạo nên làn sóng tranh luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người ủng hộ, song cũng có không ít ý kiến chỉ trích cho rằng người đẹp sinh năm 1989 chỉ quen bạn trai hơn tuổi vì tiền. Một số khán giả khác cho rằng cặp đôi này đang gây sự chú ý, thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong một bài phỏng vấn, tỷ phú Hoàng Kiều cho biết ông và Ngọc Trinh được con dâu mai mối. Sau khi xem bức ảnh người mẫu đi sự kiện ở Hàn Quốc, ông Hoàng Kiều chủ động liên lạc và ngỏ lời hẹn hò. Ông nói, tôi rất thích sự hồn nhiên, ngây thơ, thật thà, thẳng thắn ở Trinh. Những cử chỉ trìu mến qua ánh mắt, qua cái cầm tay mà Trinh trao cho tôi, làm tôi thấy quá hạnh phúc, sung sướng và ấm lòng. Tôi biết Ngọc Trinh đã trải qua thời gian một năm buồn khổ trong tình yêu. Ngọc Trinh nhỏ bé, dễ thương, cũng muốn có được sự yêu thương, che chở,
để Trinh có thể đưa mình thoải mái với một nụ cười chồng chất yêu thương và tôi không muốn thấy một Ngọc Trinh đau khổ nữa. Tôi cũng muốn đem lại cho Ngọc Trinh một trời, một biển yêu thương vô bờ bến và tự bảo lòng sẽ không bao giờ để Trinh phải đau khổ nữa. Thời điểm đó, cặp đôi cùng nhau đi du lịch ở Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc. Chuyện tình của họ vấp phải nhiều phản đối từ dư luận do chênh lệch tuổi tác, nhưng vẫn được gia đình hai bên ủng hộ. Tuy nhiên, tháng 1 năm 2017, tỷ phú Hoàng Kiều đã thông báo về lý do chia tay Ngọc Trinh trên fanpage của ông. Ông viết, tôi đã dành cả tình yêu của mình cho em với ý muốn được gắn bó lâu dài cùng nhau trong suốt phần đời còn lại của mình. Nhưng Ngọc Trinh chỉ muốn có một cuộc tình ngắn và tạm thời, điều mà trước đó em đã viết trên Instagram của mình. Do vậy, em không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi nữa. Đại gia bí ẩn 2 năm. Kết thúc mối quan hệ ngắn hạn với tỷ phú Hoàng Kiều chưa được bao lâu, Ngọc Trinh đã tìm được hạnh phúc mới. Theo người đẹp tiết lộ, thì người đàn ông này vẫn đáp ứng được tiêu chí bất hủ của cô. Nam chính hơn Ngọc Trinh 20 tuổi và có tiền đồ. Người đàn ông này cũng yêu chiều Ngọc Trinh như nữ hoàng. Cứ mỗi dịp quan trọng của mỹ nhân, đại gia bí ẩn không ngại rót tiền để trang trí không gian tình yêu, làm đối phương trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Sau 2 năm yêu đương mặn nồng, mới đây Ngọc Trinh chính thức tuyên bố chia tay đại gia trong bóng tối. Cô viết trên trang cá nhân, GN 8 tháng 4 2017 đến 27 tháng 11 2019, chúc ai đó luôn được vui vẻ và bình yên. Xác nhận trở về cuộc sống độc thân, Ngọc Trinh vẫn cho thấy mình ổn. Trái với những cuộc chia tay ẩm đạm trước đó, mẫu nội y đăng ảnh tươi cười ngay sau khi rời khỏi vòng tay của vị đại gia thứ ba. Hậu chia tay, Ngọc Trinh nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống. Nữ hoàng nội y vẫn giữ được thân thái sang trọng, nhan sắc tươi trẻ khi xuất hiện tại các sự kiện. Cô còn hoàn thiện căn biệt thự triệu đô với không gian bên trong hơn 800m². Mối quan hệ giữa Ngọc Trinh với tình cũ được cho là vẫn tốt đẹp khi bạn trai cô từng chia sẻ. Anh bảo em, nếu cảm thấy không ổn hãy nói với anh. Anh vẫn ở đây, vẫn yêu và vẫn chờ em. Dù vậy mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ bó hoa siêu to được một người mà nữ hoàng nội y gọi là cậu bé dành tặng. Cách gọi này khiến nhiều người nghi ngờ rằng cô đã có bạn trai mới, người này còn ít tuổi hơn Ngọc Trinh. Từ trước tới nay, gu của Ngọc Trinh vẫn là những người đàn ông chững chạc, đứng tuổi. Liệu sau cuộc tình vừa qua, người đẹp này có thay đổi chuẩn chọn bạn trai của mình hay không?